Đây là chiếc cái gì nhỉ, quên mất, chưa chào. Xin kính chào các bạn và các vị. Đây là chiếc Samsung Galaxy A8, mẫu điện thoại với mức giá 11 triệu đồng vừa được tung ra thị trường. Có một cái ngôn ngữ thiết kế đẹp, thời trang, vô cùng mỏng. Và chúng ta để xem Galaxy A8 liệu ở 11 triệu thì có đáng lựa chọn hơn hay không. Đầu tiên thì về thiết kế, có thể nói ngoài Galaxy S6, đây là con Galaxy đẹp nhất mà mình từng thấy từ trước đến nay do Samsung làm. Mặt trước của nó làm viền hai bên màn hình vô cùng là mỏng, bao gồm cả cái viền đen đen ở bên trong màn hình. Các bạn nhớ là viền trắng bên ngoài là một phần, còn có viền đen bên trong nữa cơ. Nhưng xét lại, nó vẫn là một trong những con mỏng nhất Samsung thường làm. Mình nghĩ nó sẽ tương đồng với mẫu LG G3 của LG thì phải. Và ở mặt trên chúng ta sẽ có camera tự sướng, cảm biến, loa thoại, logo Samsung và bên dưới là phím home. Phím home này sẽ đi kèm với cảm biến vân tay một chạm tương tự như trên Samsung Galaxy S6. Chạm nhẹ một phát là được ngay. Nó sẽ có phím đa nhiệm bên trái và phím back ở bên phải này. Một thông tin cho các bạn cần biết, đó là Galaxy A8, toàn bộ mặt trước của nó sẽ gần như giống Galaxy Note 5 96%. Thế nên các bạn đang được nhìn thấy một phiên bản Galaxy Note 5 với kích thước nhỏ hơn rồi. À không, con này cũng 5,7 inch, như vậy là đây là một con Galaxy Note 5 ở mặt trước. Bên trái của nó sẽ là phím tăng giảm âm lượng, và hai phím này thì bố trí khá là bất hợp lý, quá cao so với tay bình thường của chúng ta, trừ khi chắc là thuộc cung bọ cạp thêm cái đuôi nữa thì bấm được mấy phím trên này. Ở bên phải sẽ là phím nguồn, làm rất mảnh, đẹp và thời trang. Tuy nhiên các bạn hẳn cũng nhìn ra trong video, ở những cái cạnh bên trái và bên phải này được vắt chéo theo đường chữ Y rất đẹp. Đây là một trong những phong cách thiết kế đột phá của Samsung. Thay vì những cái kiểu làm diamond cut hay là những cái kiểu bo tròn chúng ta thấy quá là quen trên thị trường, đây là mẫu điện thoại đầu tiên có một đường vắt chéo rất là sắc bén. Nhìn qua nó sẽ có sự phản xạ của ánh sáng, rất là thích mắt. Ở bên trái Galaxy A8 sẽ hỗ trợ bao gồm hai khay SIM, một khay nano bao gồm mấy cái cắm để nhớ, khay còn lại hỗ trợ SIM cho chúng ta luôn. Ở bên trên sẽ có mic thoại thứ hai và nó không có cổng hồng ngoại laser. Bên dưới là dây cắm tai nghe 3.5mm và cổng sạc micro USB. Tất cả đường viền xung quanh đều hoàn thiện một cách tỉ mỉ, đẹp. Ấy vậy nhưng cảm giác hơi bị vỡ mộng một chút khi mà nhìn sang mặt lưng. Trông giống như kiểu là con Galaxy Z5 ở phân khúc giá rẻ khoảng 4 cho đến 5 triệu đồng. Rất tiếc rằng Samsung lại không thay đổi ở mặt lưng. Mặt lưng này có camera là ít lồi nhất trong số dòng A, nó gần như là rất thấp. Chúng ta sẽ có với lò ngoài ở bên trái, nền flash LED ở bên phải của camera này. Camera này sử dụng độ phân giải 16 megapixel và mình sẽ thử xem chất lượng của nó như thế nào. Mặt lưng được phủ lên một cái lớp bảo vệ bên ngoài, sờ vào rất thích tay, mát mẻ và tuyệt vời. Nhưng mà mình cảm giác nó không phải là từ kim loại vì khi mà sờ vào đường viền xung quanh nó mát lạnh. Nhưng cái này thì không được như vậy. Đó là tổng thể xung quanh về thiết kế bên ngoài. Galaxy A8 chúng ta sẽ có màn hình 5.7 inch độ phân giải Full HD. Và đây là một trong những chiếc fiberglass lớn, tương đồng với Galaxy Note 4 hay sắp tới là Samsung Galaxy Note 5. Màn hình Super AMOLED cho nó góc nhìn tuyệt vời. Tuy nhiên thì mình nhận ra là màu này còn đỡ hơn và rất là dịu hơn nhiều so với những màn hình Super AMOLED trước đây. Và mình cảm giác Samsung đã có sử dụng cái công nghệ tấm nền mới, tùy biến lại khả năng hiển thị của màn hình. Và nó không ám vàng nhiều cho lắm, mình thấy ám vàng ở mức bình thường. Trên chiếc Samsung Galaxy A8 này thì sử dụng vi xử lý Exynos 5430, nó sẽ có 8 nhân và chúng ta sẽ có 2GB RAM Android 5.1.1. Như vậy thay vì sử dụng vi xử lý Snapdragon 615, Samsung đã quyết định sử dụng Exynos tại Việt Nam. Có thể là một số bạn không thích điều này, tuy nhiên năm nay thì mình lại không đánh giá cao vi xử lý Qualcomm 615 cũng như là Snapdragon 810. 615 cảm giác bị lag trên cả con MI 4i hay là trên chiếc Lenovo Vibeshot. Và trên con này thì vi xử lý Exynos sẽ hợp lý hơn, nó nhanh và mượt trong những cái quá trình mình chơi game. Nhưng mà giao diện bình thường sẽ có hơi lag nhẹ vì Samsung chia ra những cái nhân nhỏ. Và trong quá trình sử dụng thì những cái nhân với hiệu năng thấp hơn sử dụng đôi khi sẽ hơi lag nhẹ, chúng ta dùng Facebook hay lướt giao diện màn hình chính. Chiếc máy này thì có tới 32GB bộ nhớ trong nên hầu như không phải quan tâm đến thẻ nhớ ngoài để làm gì. Có thể cài đặt game ứng dụng bét nhè triệu độ đen, một trong những nỗ lực rất tốt của Samsung. Thay vì keo kiệt chỉ cho 16GB thì năm nay họ khá là hào phóng đối với những con như thế này. Nó cũng có tính năng double tap phím home, truy cập nhanh vào camera. Và giao diện camera này thì có nhiều cái điểm tương đồng với lại Galaxy S6. Chúng ta sẽ có lựa chọn chuyên nghiệp, toàn cảnh, chụp liên tục, ban đêm, HDR, màu tươi, chế độ tải về và thêm nhiều thứ khác. Chế độ chuyên nghiệp ở đây, người dùng chỉnh được EV, ISO và cân bằng trắng. Nó chỉ tạm dừng ở một số cái như thế này mà thôi. Ở trong mục tùy chọn thì ở đây người dùng có thể tùy biến như là kích thước của video sau. Thì chỉ đạt tối đa là Full HD, không có quay phim 4K. Mà thực ra quay phim 4K làm cái khỉ gì đâu mà, có bao giờ quay được đây đâu. Như vậy là mình hoàn thành xong cái video chia sẻ cho các bạn về chiếc Samsung Galaxy A8. Mẫu điện thoại với mức giá 11 triệu đồng sẽ gặp khá nhiều cạnh tranh với các đối thủ khác, đặc biệt là ở cả thị trường sách tay. Chúng ta có thiết kế rất đẹp và nó rất là ấn tượng khi sử dụng con Galaxy A8 với độ mỏng nhất từ trước đến nay Samsung từng làm. Còn sắp tới mình sẽ có bài đánh giá chi tiết hơn như là về nhiệt độ này, thời lượng pin nó như thế nào. Các bạn có thể đừng quên like, share với bạn bè và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. À quên, muốn so sánh với con gì thì comment nhé. Mình đang nghĩ là hôm sau mình sẽ đi mượn một con Bphone về để so sánh nhanh. Vì con Bphone hôm nọ mượn được mấy hôm nó đòi mất rồi.